laughs when the beer's in the air. What is going on, bros? Welcome to the videos. So, sáng nay tầm 4-5 giờ sáng đã chạm xe, ngồi xe tới bây giờ tầm được 8 tiếng để đi du lịch Việt Nam. Ok. Cái lần cuối mà mình ngồi xe giường nằm thì cách đây cỡ 10 năm. So, tầm 10 năm. And từ đó tới giờ thì mọi thứ thay đổi khá là nhiều. Và lâu lắm rồi, ngồi xe buýt giường nằm thấy đã vậy. Ngủ nãy giờ quá trời luôn. Anyway, trong xuyên suốt chuyến đi này thì Kevin sẽ chia sẻ về 5 thói quen có lẽ là ông đang làm mà có thể là cũng không biết. Những điều mà nếu cải thiện thì có thể nó sẽ mở cửa cho những cơ hội mới trong năm 2025. And with that being said, let's get started, bro. Ông hãy thử nghĩ đi bro, cứ mỗi ngày, mỗi buổi sáng ông thức dậy, ông đi học, ông đi làm, tối về thì ông ăn cơm, tắm rửa, sau đó rồi thì ông đi ngủ. Cái thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ và không có một chút thay đổi gì. Không bao giờ dành ra thời gian để suy ngẫm lại coi là ok, những cái hành động hàng ngày của mình, cái gì mà mình đang làm nó có đưa bản thân đến với cái mục tiêu mà mình đã đặt ra từ đầu năm hay không. Nếu không thì tại sao, còn nếu có thì điều gì mà mình có thể cải thiện nhiều hơn. Ở khoảng thời gian mới bắt đầu khi mới sang Canada đi du học thì có thể ông cũng biết là Kevin gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ cũng như là đi tìm việc làm. Đó là vì cái thành phố mà Kevin từng ở là thành phố song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Điều này khiến cái việc tìm job trở nên khó hơn rất nhiều. Bởi vậy cho nên cứ mỗi ngày đi học về là Kevin đều suy ngẫm xem là ok, bây giờ mình không có việc làm, mình không thể làm gì trừ khi mà mình dành thêm 4 năm trời để mà mình đi học tiếng Pháp. Điều đó thì khả thi nhưng nó tốn một khoảng thời gian rất lâu. Và ở cái khoảng thời gian đó thì Kevin thật sự cần tiền để trang trải cuộc sống. Bởi vậy cho nên bằng cái việc suy ngẫm và xem xét lại những cái hành động mà mình có thể và không thể làm hàng ngày, nhờ cái thói quen đó mà nó đã giúp cho Kevin tìm ra được cái giải pháp, đó là học một kỹ năng, sau đó rồi bán nó online hay là làm với khách hàng local. Rồi sau đó thì nó mới mở ra những cái cơ hội mà Kevin chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có được. Bởi vậy đó bro, nếu mà ông chưa có cái thói quen này thì Kevin khuyến khích ông áp dụng cái thói quen này vào cuộc sống hàng ngày của mình. Vì biết đâu, chỉ với cái thói quen suy ngẫm này thôi thì nó có thể giúp ông nhìn lại những gì mà mình đã và đang làm đúng hay là những gì mà mình cần cải thiện, rồi sau đó đưa ra những cái lựa chọn khôn ngoan hơn cho tương lai. Right, so 8 tiếng ngồi xe tới Buôn Ma Thuột và chạm dừng chân đầu tiên đó là làng cà phê Trung Nguyên. Giờ là tầm 4 giờ chiều rồi, chắc uống một vài ly cà phê xong tối nay khó ngủ luôn. Điều thứ hai, đó là ông cần phải chấp nhận cái sự khó chịu một cách tự nguyện. Ông cần phải làm quen với những cái thói quen như là tắm nước lạnh hay là dậy sớm tập thể dục. Rồi từ những cái điều này, từ những cái thói quen hàng ngày này, nó sẽ giúp ông rèn luyện cái sức mạnh tinh thần để mà ông có thể đối mặt với những thử thách khó khăn hơn trong cuộc sống, như là việc kiếm tiền chẳng hạn. Và những năm trước khi mới bắt đầu thì Kevin đã cam kết với bản thân là mình nhờ bắt buộc bản thân phải dậy sớm lúc 4 giờ sáng, cũng như là hít đất ít nhất 300 cái mỗi ngày đi kèm theo cái việc tắm nước lạnh. Rồi và Kevin hứa với bản thân là mình sẽ làm cái điều này rồi mỗi ngày, không lỡ một ngày nào, với mục tiêu là xây dựng sức mạnh tinh thần. Và nhờ cái khoảng thời gian đó, nhờ với cái việc mà Kevin đã quen với cái sự khó chịu mà mình đã tự đặt bản thân vào hàng ngày, cho nên bây giờ ở thời điểm hiện tại với những cái thứ mà Kevin làm thì Kevin có thể tự tin vào khả năng của mình là Kevin có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn và thử thách nào trong cuộc sống. Và đó cũng chính là thứ mà ông cần để mà ông có thể đưa bản thân và cuộc sống của mình lên một cái level tiếp theo. Này trộn lên vậy đúng không? Trộn lên. Chín chấm năm trên 10. Alright bro, so đây đây là gia đình đã tài trợ chuyến đi này. Ok. Ủa, tài trợ hả? Tôi tính chia tiền không? Đây sắp xếp chuyến đi này và để xem coi đánh giá như thế nào. Và nếu mà mấy ông có trên mạng xã hội hoài thì mấy ông cũng có thấy mặt của ông này. Ok. Hello các pro. Đây, chấm điểm cà phê. 8.6 trên 10. Tôi sẽ uống lại một lần nữa. Ok.
vẫn là 8.6/10. Cái này 8/10. Tại vì hơi ngọt quá, cái này là chanh muối mật ong. Nhưng mà nó hơi ngọt quá. Mình tới cà phê Trung Nguyên nhưng mà mình không thử cà phê nha mọi người. Mình sẽ thử trà lá nếp sen. 9/10, hơi ngọt một chút xíu đấy. Tùy theo vị chắc này chấm tầm 7/10. 9.5/10. Đang lên hoành ở khu thác này. Đây Putin thì đang bay control. Okay. Năm ngoái mấy năm gần đây thì Queen đi du lịch khá là nhiều, nhưng mà vào những tháng gần đây vì dọn vào cái penthouse khá là nhiều việc để làm, cho nên đã lâu rồi Queen không có dành thời gian để đi du lịch. Và đây cũng là cái lần lâu lắm rồi mới đi Buôn Ma Thuột. Và đây cũng là thứ mà mình muốn làm nhiều hơn từ thời điểm này trở đi. Và có lẽ đây cũng là một cái thói quen mà ông có thể pick up cho bản thân. Vì có một vài cái lợi ích về việc đi du lịch thường xuyên. Thứ nhất, đó là nó cho phép ông thoát khỏi cái vòng lặp của cuộc sống hàng ngày. Để mà ông có thể, giống như cái thói quen đầu tiên mà mình nói, là ông có thể suy ngẫm nhiều hơn về cuộc sống của mình, những gì mà mình đã và đang làm và những gì mà mình có thể làm tốt hơn trong tương lai. Ngoài cái điều đó, thì lợi ích thứ hai với kinh nghiệm của Kevin thì nó cho ông một cái góc nhìn mới về cuộc sống và thế giới này. Khi mà ông đi nhiều nơi, ông thấy được nhiều thứ, không chỉ là về cảnh vật, thiên nhiên mà còn là về văn hóa, cách người ta cư xử, về những cái công trình xây dựng. Thì cái điều này sẽ cho ông rất là nhiều những cái góc nhìn mới về cuộc sống, cũng như là nó sẽ có thể ảnh hưởng về những cái quyết định mà ông đưa ra về việc kinh doanh hay là sự nghiệp hay là nơi mà ông sinh sống, các kiểu con đà điểu. Và cũng còn một điều nữa mà Vinh muốn nói, đó là ông thực sự không cần quá nhiều tiền để mà có thể đi du lịch được rồi. Vinh vẫn còn nhớ rõ là vào năm 2019, lúc đó là cái lần đầu tiên mà Vinh tự bắt xe đi qua bên Mỹ, đi qua Chicago một mình. Và lúc đó Vinh vẫn còn là một đứa học sinh, sinh viên, chưa có quá nhiều tiền trong túi. Nhưng mà Vinh vẫn có thể xoay sở với cái số tiền nhỏ nhỏ mà mình có thể đưa bản thân tới chỗ này chỗ kia. Đi xe buýt thay vì đi máy bay, ở những cái nơi rẻ rẻ thay vì những cái nơi sang trọng, ăn McDonald's thay vì ăn những cái nhà hàng xịn sò. Chỉ với một mục tiêu là đặt chân đến với những vùng đất mới, thấy được và học hỏi được những cái điều mới. Vậy nên nếu mà cái phiên bản cũ của Vin, một thằng nhóc 19 tuổi có thể làm được, thì không có lý do gì ở thời điểm hiện tại ông không thể làm được. Alright bro, so bây giờ đi vòng ở dưới thác, giờ đói vãi cả nồi. Tìm đói vãi. Bây giờ ăn cơm lam đang trên núi rừng ăn cơm lam. Hai người bạn lại làm nghèo thế này. Cái đó không uống được. No. Song song với cái việc đi đây đi đó, đi du lịch để có thể mở mang đầu óc, thì một cái điều nữa mà ông cần phải chủ động làm, đó chính là chủ động tìm cơ hội về sự nghiệp cho bản thân. Khi mình nói rất nhiều về việc học kỹ năng ở trên cái kênh của mình, ok là ông cần phải dành thời gian trau dồi kiến thức, kiểu như luyện tập để có thể trở nên giỏi về một kỹ năng có thể đem lại giá trị cho xã hội. Nhưng song song với việc đó thì ông cần phải nhận thức được rằng dù kỹ năng đó là gì, có thể đó là design, video editing hay là copywriting, sau khi mà ông thông thạo nó rồi thì ông cần phải học cách đem nó ra và trưng bày để cho người khác biết được. Bro, vì ông hãy thử nghĩ đi, trên thế giới này có hơn 8 tỷ người và cơ hội nó có rất nhiều ngoài kia. Nhưng nếu mà ông cứ ở nhà và ông đóng cửa lại và ông cứ ngồi đó thì làm sao mà người khác biết được đến ông mà họ có thể tiếp cận và làm việc với ông. Ở khoảng thời gian ban đầu, ông không thể ngồi đó và chờ job đến với mình. Ông cần phải là người chủ động và đi tìm những cái cơ hội về sự nghiệp này cho bản thân. Nhìn lại thì đây là một trong những điều mà Kevin làm tốt nhất trong vô thức khi mới bắt đầu. Đó là tất cả những cái sản phẩm, dù đó là hình ảnh, video hay là design hay là làm web, tất cả cái gì mà Kevin đã từng chạm tay vào thì Kevin đều rất là tự hào về những cái sản phẩm của mình, và Kevin đều tìm cách và đăng nó lên mạng xã hội. Và nhờ những cái bài đăng đó, nó đã expo và trưng bày bản thân của Kevin, cái kỹ năng của Kevin ra ngoài thế giới để mà có thể nhiều người biết được hơn, họ đã tìm tới Kevin nhờ đó. Kevin không cần biết là ông tiếp cận khách hàng hay những người ngoài kia bằng cách gì, dù đó là tiếp cận qua email, thông qua social media, mạng xã hội, hay là ông tạo một cái trang thương hiệu cá nhân riêng nói về kỹ năng của mình đi chăng nữa, cái gì cũng được, miễn là ông có một cái chiến lược để marketing cái kỹ năng của bản thân và ông nhận thức được đây là một cái điều quan trọng
sau cái việc nâng cấp kỹ năng. Đừng luôn ngồi đó và chờ người khác đến cứu. Tụi mình có thể hứa với ông điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hãy là người chủ động đi trước một bước và tiếp cận để có thể đem về những cái cơ hội đổi đời cho bản thân của mình. And there's one more thing, look at that. Mặt trời lặn, sunset, cũng như là không khí trong lành với lại môi trường như thế này. Sẽ nói thì ở trên Sài Gòn khá lâu, nó không có những thứ này. Và khi mà ông đi lên những vùng núi như thế này thì cảm thấy con người thấy khá là tốt. Hello, say hi to the channel, bro. Hello. Alright, bros. So, có một cái thói quen cuối cùng mà có lẽ ông đã và đang làm nhưng mà ông không nhận thức được. Đó chính là ông so sánh bản thân mình với thành công của người khác. Nếu đó là ông thì đây là một vài tư duy ở trong chủ nghĩa khắc kỷ mà ông có thể áp dụng để có thể thay đổi cái thói quen này ngày hôm nay. Đầu tiên, điều này Kevin nói khá nhiều, đó là tập trung vào những gì mà ông có thể kiểm soát được. Ông không thể kiểm soát được thành công hay là thất bại của người khác. Ô, thằng này hồi đó học chung lớp ngồi kế bên mình nhưng mà bây giờ nó đã mua nhà mua xe, trong khi đó thì mình vẫn chưa có việc làm. Ô, thằng này hồi đó là lớp trưởng, nó là học sinh giỏi nhưng bây giờ thu nhập mức lương của nó không bằng một nửa của mình. Càng nghĩ nhiều về những điều này, nó sẽ càng khiến ông mất đi cái sự tự tin về bản thân. Thay vì vậy thì ông cần phải nhìn nhận, chỉnh sửa lại những cái hành động và cách mà ông phản ứng lại với sự việc. Ông không thể kiểm soát những gì đang diễn ra trong cuộc sống của người khác, nhưng thứ mà ông có quyền kiểm soát 100% đó chính là những hành động mà ông đang làm về chính cuộc sống của ông. Thay vì quá tập trung vào những cái ví dụ mà Kevin vừa nói, những cái hình ảnh mà ông xem được trên mạng xã hội hay là những bài báo, thì ông hãy tập trung vào những gì mà mình có thể làm để cải thiện cái thành công trong cuộc sống của mình. Sau đó là thứ nhất. Thứ hai, đó là trân trọng những cái chiến thắng nhỏ. Ông hãy xem lại những cái gì, những cái hành động, những cái thành quả mà mình đã đạt được trong những ngày tháng vừa qua. Dù đó có là những cái thói quen nhỏ nhất như là dậy sớm, đi gym, rèn luyện kỹ năng đi chăng nữa, nhìn lại những hành động này phải cho nó cái sự tôn trọng xứng đáng. Vì hey, không phải ai cũng dậy sớm được, không phải ai cũng kiên trì trong phòng gym, không phải ai cũng chịu ngồi xuống và học cho mình một cái kỹ năng để gia tăng thu nhập đâu bro. Sau đó là cái điều thứ hai. Còn cái điều cuối cùng, cái điều thứ ba, đó là hãy xem cái sự thành công của người khác như là cái nguồn cảm hứng chứ không phải là sự cạnh tranh. Ông cần phải nhận thức được là cái sự thành công của một ai đó trên thế giới này nó không ở đó để giảm đi cái giá trị của ông xuống. Và thay vì nhìn nhận những cái thành tựu đó bằng một cái con mắt thù ghét, thì hãy hỏi bản thân là ok, mình cần phải làm gì để đạt được những cái thành quả giống như họ. Mình không biết ông như thế nào, nhưng mà khi mà mình mới bắt đầu thì mình xem rất nhiều những cái YouTube video trên mạng xã hội, xem những cái nội dung của những người thành công mà tự tay làm nên. Và thật sự mà nói thì mình chưa bao giờ ngồi trước màn hình máy tính mà thù ghét một ai đó thành công hơn mình. Những người như là Iman Gachi, Andrew Tate, Jordan Wealth, hay là cái người mà mình đã làm việc cùng như là ông HowToBeast chẳng hạn, những người này mỗi ngày họ luôn là cái nguồn cảm hứng để mà mình thức dậy mỗi ngày và làm những gì mà mình cần phải làm để đưa bản thân đến với cái mục tiêu mà mình đặt ra. Và đó là ba điều mà ông có thể thay đổi nếu mà ông cảm thấy là mỗi ngày mình đang so sánh bản thân của mình với thành công của người khác. Thì mình hy vọng là ông nhận được nhiều giá trị từ những gì mà mình chia sẻ, cũng như là ông yêu thích cái dạng video vlog như thế này. Hãy cho Kevin biết ở dưới comment là ông thích cái dạng đi du lịch vlog như thế này, hay là ông thích Kevin ngồi ở nhà và chia sẻ những cái nội dung nhiều hơn. Comment ở dưới cho Kevin biết và Kevin có thể làm nhiều nội dung tương tự như vậy hơn. And that is it for this video. Nếu mà ông là người mới đến với kênh thì hãy like và subscribe, vì Kevin đăng những nội dung mới mỗi tuần cho nên ông không muốn lỡ nó đâu bro. Và vậy thôi, Kevin sẽ gặp ông trong video tiếp theo. Bye bye.